con gái của thầy. Này, thế bên nhà có việc à? Có chuyện buồn, có đám tang hay sao mà sáng sớm lại răng lại khóc sướt mướt thế? Không. Có việc gì? Cháu nhảy. Con buông cái tay ra cho thầy xem nào. Ôi giời ơi. Sao con gái, con gái của thầy sao lại sưng hết cả mồm lên là thế nào? Cháu muốn nhảy. Con ạ, vợ chồng mới sống với nhau. Ôi giời, tối lửa tắt đèn có nhau cũng có lúc nó va chạm. Nhưng mà, này, thầy đã gả cho người ta rồi. Thuyền theo lái, gái theo chồng. Cố mà chịu cho nó hài hòa để mà sống với nhau con nhá. Nhưng mà thầy phải nghĩ cách gì giúp con ấy chứ. Người ta thì lâu lâu mới va chạm, nhà con ngày nào cũng va chạm, con chịu hết nổi rồi. Đó, khổ như này. Xinh xắn nhất cái vùng này mà sao lại khổ thế gì lại. Nhưng mà chồng nó thế nào? Thì bây giờ con không biết, thầy nghĩ cách gì, thầy phải giúp con đi. Chứ không lẽ thầy cứ để nó đánh con như thế à? Con bỏ con về đấy. Cái thằng này, hồi nó sang đây, ôi, nó xin con về làm vợ, thầy biết cái tính thằng này rồi. Con không biết đâu, thầy phải giúp con đi chứ. Thôi được rồi, nín đi, không khóc lóc mãi suốt hết cả ruột. Bây giờ thế này, con cứ lại bên nhà đi. Mà chồng nó có mắng nó chửi thì cố bà nhịn nhá. Rồi thầy sẽ sang. Hơi tí thì con lại về nhà bố đẻ thế này. Nó nghĩ rằng gia đình nhà mình thế nào. Được rồi, không nói nhiều. Con cứ lại bên nhà đi. Thầy có cách thầy trị nó. Thế bây giờ con về đấy, cho nó đánh con chết à? Nó không đánh nữa đâu. Thầy đã nói rồi, cố mà nhịn nhá. Thầy sẽ sang tận nơi thầy dạy bảo nó. Được chưa? Thôi đứng lên đi về đi. Nhưng mà thầy phải sang đấy nhá. Được rồi, thầy sẽ sang. Thầy nhớ sang nhá. Khổ quá, thầy đã bảo thầy sang mà, cứ về đi. Mẹ này chua quá. Vứt. Thầy ạ. Dạ, thầy đang chơi ạ. Con rể đang thăm tương đấy hả? Dạ. Ơi, cái mùi này là tương sắp ngấu rồi đấy. Dạ. Theo kinh nghiệm của thầy khoảng 2 hôm nữa mà gặp nắng là ăn tốt rồi. Thế vợ anh đã về chưa? Dạ, vợ con về rồi ạ. Và vẫn khóc. Khóc cái gì, tính đàn bà bao giờ chả thế. Các cụ xưa nói là không bao giờ cao hơn cái ngọn cỏ đó thế. Đấy, riêng tôi là tôi rất ủng hộ nhé. Riêng với gia đình nhà tôi là cứ là thuyền theo lái mà, gái theo chồng. Dạ. Về nhà chồng là cứ phải theo nhà chồng. Dạ. Anh công nhận không? Dạ vâng ạ. Thế thì mới dạy được vợ chứ gì đó. Dạ. Sang bên nhà tôi là tôi phải bảo nó về ngay đấy. Dạ. Có cái gì đấy thì hai vợ chồng đóng cửa lại bảo nhau, đúng dạ, không? Dạ. Này, mà anh làm gì con gái tôi mà sao này, mồm miệng nó cứ thâm tím hết cả đấy. Ôi, không thầy ơi, thế thì oan cho con quá thầy ạ. Con có đã đánh được vợ con khi nào đâu. Con mới vừa giơ cái gậy lên thì vợ con nó né, đập đầu vào cửa, mồm hơi vèo lên thế. Thế là tự nó đập đầu vào cửa gì? Dạ vâng ạ. Đúng rồi, chứ mình là đàn ông, mình đánh vợ thì kém lắm. Dạ vâng, con hiểu. Đúng không? Chứ ạ. Dạ. Ừ. Này, mà thầy nói cho con biết nhé. Dạ. Ngàn đời nay các cụ xưa đã nói rồi. Ôi giời ơi, mà chồng này, nhà cửa toành toàng cái này, nghèo vẫn hoàn nghèo. Đấy, anh thấy bên nhà tôi là nhà cửa nó khang trang như thế. Mà anh chị lấy nhau là mấy năm rồi mà trông nó cứ toành toàng cái này kém quá nhỉ. Dạ. Này, cái thứ nhất ấy, thầy dạy này. Vợ chồng ấy. Dạ. 9 thì bỏ làm 10. Dạ. Mà 20 thì bỏ thành 25 được. Đúng không? Dạ. Cứ phải êm ấm thì làm ăn kiểu gì nó mới tốt đẹp được. Đấy. Mà các cụ xưa có câu nói nhá.
đằng sau sự thành công của đàn ông bao giờ cũng có bóng dáng của người phụ nữ. Anh nhớ chưa? Ồ, có hiểu không? Các cụ dạy như thế hả thầy? Ừ. À, đàn ông mà muốn thành công là phải có bóng dáng của phụ nữ ạ. Chính xác. Con hiểu rồi. Thế cho nên anh chị bảo ban nhau mà làm ăn nhá. Dạ 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 con hiểu rồi. Sống hòa thuận hạnh phúc nhá. Dạ con. Đóng cửa ra đường ta bảo nhau. À quên quên quên. Đóng cửa lại ta bảo nhau ở trong nhà thôi nhá. Dạ vâng con hiểu ý thầy rồi ạ. Hiểu ý thầy chưa? Dạ dạ rồi. Rồi thôi thầy cứ lại nhà đi. Bây giờ con chạy vào con nấu ủ bát cháo cho vợ con luôn ạ. Ủa đấy nó phải thế. Mình đàn ông nó phải thế chứ. Dạ dạ vâng. Đấy còn anh sau này anh làm được thành công đấy, những cái mẻ tương này của anh mà bán tốt đấy là phải có bóng dáng của người phụ nữ đấy. Dạ con hiểu rồi ạ. Này này. Dạ. Mùi tương rất thơm ấy. Này, này, lúc nào rỗi cho thầy mấy chai. À dạ vâng vâng, con, hôm nào con mang sang nhà con biếu thầy ạ. Ê, rồi, còn rồi. Nói thật với thầy đây là toàn là chung không. Rồi. Dạ. Thầy về nhá. Dạ thầy về. Ê, dạ. Thành công, bóng dáng. Thành công. Còn với cái mấy thằng phải trả sang thăm thầy làm mình nhớ nó quá như vậy. Con ơi, con gái yêu của thầy ơi, thầy tệ lắm, anh chị tệ lắm, đi ra đây với thầy. Tệ thật thì lâu lắm gì chẳng sang nhà thầy chơi. Thầy nhớ các con quá, tự thầy phải mò sang đấy. Thầy, con cũng muốn sang thăm thầy, con cũng nhớ thầy lắm. Thế nhưng mà... Sao? Nhưng mà nhà con nó không cho đi. Tại sao nó lại không cho đi? Con cũng không biết nữa. Từ hôm thầy sang dạy bảo anh ấy cái gì đến giờ, bây giờ là cứ bắt con phải đi theo. Đi đâu là cũng phải có hình bóng của con đi theo mới chịu nữa bây thầy ạ. Thì đúng rồi. Đây này. À, thầy ạ, thầy sang chơi ạ. Hương, anh chị tệ thật thì. Dạ. Lâu quá chẳng sang tôi chơi. Thế hôm nay tôi nhớ quá rồi phải sang đấy. Dạ con hiểu ạ. À, thầy ơi, đây nhá. Các chum coi như là tương đã đầy rồi. À. Lát nữa con biếu thầy vài chai ạ. Ừ. Dạ, thưa thầy. Con rất thấm thía lời thầy dạy con. Ừ. Con vẫn nhớ thầy dạy rằng đằng sau sự thành công của một người đàn ông đó là bóng dáng của một người phụ nữ. Chính xác. Dạ. Cho nên là con muốn thành công sớm, thành công nhiều, thành công nhanh. Con cần nhiều cái bóng ạ. Dạ. Con xin phép ạ. Tốt đấy. Các con vợ đâu? Ra đây xếp hàng một. Mình đứng ra đây. Vinh ra đây. Anh chị ăn nên làm ra lắm kẻ hầu người hạ thế. Không không không. Một, hai. Vẫn thiếu một quả bóng nhỉ. Mình ơi. Mình. Mình chưa gọi em. Chào thầy một câu đi. Dạ. Con xin chào thầy ạ. Ôi thưa 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 đây 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 đây. À dạ thưa thầy. Đây là những bóng dáng đằng sau sự thành công của đời con ạ. Dạ. Ôi giời ơi. Thế là anh lấy thêm ba bà nữa à? Dạ vâng ạ, đợt tới con định lấy tiếp ạ. Ui giời ơi. Đấy, thầy thấy chưa? Thầy dạy dỗ cái kiểu này, thầy giết con rồi. Đúng rồi, cái đồ đốn mặt kia. Ui giời ơi. Mà sao có những cái bóng của anh mà tôi phải gọi bằng bà. Ôi giời ơi. Đây này này. Thầy vợ chồng anh giết tôi rồi. Thầy. Ê, dừng lại. Dạ. Đi đâu mà vội mà vàng, mà dẫm phải đất mà lại quẳng phải anh. Dạ. Bác có chuyện gì thế ạ? Chả có chuyện gì cả. Chỉ có mỗi một chuyện là được cái cuốc này. Bàn tay đẹp của em như thế này chỉ nên cầm tiền cầm hoa thôi, ai lại cầm cuốc. Ấy chết, sao bác lại nói như thế ạ? Nhỡ ai nghe thấy
người ta dị nghị đấy ạ. Ôi giời, lo cái gì, em cứ toàn lo bỏ trắng răng về. Này, em xinh đẹp như thế này, em thấy không, vất vả quá. Trời mưa trời gió mà vẫn phải cầm cuốc ra đồng để cuốc đất thế thì đáng lý em phải ở cái nhà cao cửa rộng, như ai lại ở túp lều thế này. Bác nói thế là có ý gì ạ? Có ý là anh muốn xây lại nhà cho em. Xây lại nhà cho em ý ạ? Ừ. Dạ, thế... em không dám ạ. Nhà em tuy là một túp lều tranh, nhưng có hai trái tim vàng bác ạ. Cái gì? Không, trong túp lều lấy đâu ra vàng? Dạ, chị nhà đi chợ về đi ạ. Cái gì đấy? À, à. Giỏi. Nhưng mà này, không thể chạy thoát được cái bàn tay này đâu nhé. Cứ đợi đấy. Mình. Yeah. Thế đã xơi cơm chưa mà ra đồng sớm thế? Quánh đôi bát rồi. Khiếp người gì đâu, quá đầm quá tí lên người ta giật mình đấy. Quen rồi. Vợ bảo này, ừ? Cuốc ít thôi, giữ sức, đêm về cuốc tiếp. Ừ. Mà này. Dạ. Giữ mình đi nhá. Biết rồi. Tôi mà thấy thằng nào lén phén vào đây là tôi cho cái cuốc vào mặt đấy. Biết rồi. Ừ. Đi đây. Mình đi nhá. Người gì đâu, chỉ được cái ăn to cuốc khỏe thôi. Mình đi về sớm với em nhá. Úi dồi. Úi dồi bác. Úi dồi. Em xin lỗi bác. Úi dồi. Bác bảo chả nói gì cả. Bác có làm sao không ạ? Tí tí gãy tay. Dạ. Bác sang nhà em có chuyện gì thế ạ? Nhiều chuyện lắm thì đi vào đi. Úi dồi. Ơ kìa. Úi dồi. Bác buồn cười thế nhở? Giữa thanh thiên bạch nhật, bác cứ làm thế. Hàng xóm láng giềng người ta nhìn người ta hiểu lầm chết. Lo cái gì mà nhà kín cổng cao tưởng thế này. Tóm lại là cái thằng chồng ấy, nó đi ra đồng có lâu không? Em chả biết có lâu không. Cuốc xong ba xào ruộng, xong còn đánh luống. Úi dồi, thế thì có màu đến mùa quyết mới về. Vui thoải mái cái gì nữa. Thoải mái cái gì ạ? Okay. Còn cái gì nữa, mình thao hồ một tâm sự cái đấy cái gì. Ơ kìa, sao bác lại nói như thế? Thế chả nói thế thì nói thế nào nữa. Đây cầm lấy. Úi dồi ơi, bác đánh giá em là người như thế nào mà bác lại cho tiền em? Okay. Rồi hàng xóm láng giềng người ta nghe thấy hay là người ta nhìn thấy, người ta đánh giá em chết. Là làng như thế? Tiền mà con trẻ à? Bao nhiêu? 10 quan đấy. Ôi 10 quan á? Sao bác cho em nhiều thế? Cứ là làng lộ hết bây giờ đi, đưa tay đây. Em xin. Đấy, nhẹ nhàng như thế nó dễ chịu. Dạ. Xong rồi ta vào luôn cái nhỉ. Ôi, bác ơi. Em. Cái gì mà khỏe cái như vòi thế hả? Em xin lỗi. Không muốn thì giả tiền đấy. Bác vừa cho em rồi, bây giờ lại đòi tiền là sao? Ôi dồi. Mình ơi. Bác ơi, chồng em về bác ơi, bây giờ làm thế nào hả bác? Thế bảo ra cuốc cả một xào ruộng xong còn đánh luống cơ mà. Em cũng biết. Úi dồi. Nhà em ghen lắm. Hồng nước mắm lên á, cuốc cả mặt em, cả mặt bác đấy. Úi dồi, mà cuốc cái này cuốc đất, ra đi cuốc mặt người ta. Bác, bác vào cuốc đất luôn đi, nhanh lên, không thì không kịp đâu. Mình ơi. Dạ, em đây. Úi, úi mình. Làm cái gì mà cửa giả mãi không mở đấy? Hôm nay mình về sớm thế à? Mà này. Dạ. Tôi nghe thì chỉ có tiếng đàn ông trong nhà nhỉ? À, mình ơi, hôm nay bác Tý sang nhà mình chơi ạ. À, chàng trai kia. Lão làm gì nhà ta đấy? Ôi, tưởng ra đồng cơ mà. Ê, này. Mình cứ bình tĩnh, mình ơi. Bỏ tay nào. Nào, lão đi ra đây. Đi ra đây. Ông vào nhà tôi làm gì đấy? Hả? Mà chú vô lý thật đấy. Vợ chú liệu yếu đào tơ, để cuốc đất một mình. Tôi nhìn tôi xót ruột quá, tôi xem cuốc đỡ chứ có gì đâu. Ông sang cuốc đỡ á?
Đây thì chú thấy còn gì? Cái ngữ ông như thế này thì cuốc cái gì hả? Quần áo là cuốc cái gì? Ông cứ phải cởi quần áo ra mới cuốc đất được à? Này, tôi không tin nhá. Hả? Ông mà vớ va vớ vẩn bịa tôi sang tôi mách vợ ông luôn đấy nhá. Khổ. Xong phải mách. Nói rất là thật. Đây tôi đang cuốc đây còn gì nữa? Ông bảo ông cuốc cái thửa này hả? Ừ. Thế được rồi. Bây giờ như thế này nhá. Mình ơi, mình cứ bình tĩnh. Bỏ tay ra, im mồm. Một là ông cuốc hết cả cái thửa vườn này đây. Ừ. Nhá. Hai là tôi cho ông cái cuốc vào mặt. Ông chọn đi. Làm sao mà phải cho cuốc vào mặt? Cuốc là để cuốc đất chứ. Để tôi cuốc, cuốc hết đi nhá. Bỏ tay ra, đi vào nhà. Mình ơi. Này, đúng là cái kế của vợ ấy. Quá hay đấy. Thế đã là gì? Đây nữa này. Đúng là hại não. À, thế nào? Trứng gà thì bác có ngon không? Dạ ngon bác ạ. Gà mới đẻ mà đấy. Vâng ạ. Bác ơi, bác cho hai chị em cháu chịu. Cái gì? Dạ. Sáng chưa mở hàng chịu. Thì bác thấy đấy, hai chị em cháu từ sáng giờ có bán được gì đâu. Thôi bác cho cháu chịu, chiều cháu quay lại nhá. Bác nhá. Rồi, đi em. Đi. Chiều nhớ quay lại trả đấy nhá. Bố ạ. Ờ. Ra phải đánh tiếng đi chứ đệ. Mà này. Sao mà mặt mũi dầu dĩ thế? Con khổ quá bố ạ. Làm sao mà khổ? Thì đấy. Vợ con suốt ngày nó cứ ghen tuông bố ạ. Mà bố biết cả cái làng này con nổi tiếng là coi như là hiền lành ngoan ngoãn. Thế mà vợ con nó cứ suốt ngày nó hành hạ con. Nó hành thế nào? Có cái chuyện gì đâu. Cái con hến hàng xóm ấy bố ạ. Ừ. Nó mua được ít cua. Ừ. Nó sang nó mượn cái cối. Ừ. Thế con lại đưa cho nó cái chày. Thế mà vợ con lại tưởng là con gian díu gì với nó. Rõ ràng là gì nữa. Nó hỏi mượn cối mà phải đưa chày. Nó bảo sao nó chẳng nghĩ. Thì con nhầm. Làm gì đến nỗi mà vợ con lại ghen bóng ghen gió như thế. Lần sau cái đầu óc nó phải thông minh ấy chứ. Mượn cối, đưa cá chày đấy, làm sao mà vợ nó chả hiểu sai. Tóm lại xong thế nào? Thì đấy thì nó ghen tuông, nó tưởng con có cái chuyện gì với con kia, thế là nó đánh con trận. Tất cả là tại anh hết. Nếu mà là vợ tao, tao đánh nó hỏng người luôn. Mà cũng tại bố ấy. Sao tại bố? Bố lại cho nó đi học võ từ bé thôi. Đấy bây giờ nó thà không đánh con thôi, làm sao mà con dám đánh nó. Bố cho nó học võ để nó có sức khỏe. Nhá, để nó hộ thân nó. Chứ không phải để đánh chồng. Tóm lại không biết cách nào dạy à? Đúng rồi, con làm sao biết cách nào nữa. Bây giờ vợ con thế thì... Bây giờ bố sẽ mách cho con. Nhá. Dạ. Bây giờ nó giỏi võ, nó khỏe hơn con. Con không đánh được nó. Thì chờ cái lúc gà lên chuồng ấy. Làm gì ạ? Lúc nó không đề phòng con hiểu không? Con cứ đánh cho nó một trận cho bố. Nhá. Rồi. Nhưng mà nhớ đánh nhẹ tay thôi. Tức là đợi cái lúc mà nhá nhem trời. Ừ. Vợ con nó không để ý thì là con đánh nó. Ừ. Rồi đi về đi. Ôi nhưng mà... Bố ơi. Thế nhưng mà... Hôm nào bố cũng tranh thủ bố sang bố nói đỡ cho con vài câu nhá. Rồi, các anh không phải lo. Rồi, con về nhà bố nhá. Rồi, thì về đi. Ôi, anh con rể chán quá. Chào bác. Ờ, mà này. Dạ. Tôi không bán chịu nữa đâu nhá. Bác yên tâm có tiền. À, thế vâng. Ngồi. Dạ. Ngồi xuống đi. À. Ăn trứng tiếp không? Dạ, vâng ạ. Đây, bánh này, bánh mới hết đấy. Em. Đấy. Bác cho con xin bánh nước. Ừ. Nhài ơi! Nhài! Dạ! Ra thầy bảo này. Dạ, vâng ạ. Ôi dồi, ngoan nhá, chờ mẹ. Làm gì đây? Ôi, thầy à? Con đang ru thằng cu nó ngủ.
Thầy mới sang ạ. Thầy sang có chuyện nói với con đây. Dạ con này, nghe ạ. Cái việc vợ chồng con ấy nhá. Cái thằng chồng con là một cái thằng rất là hiền lành, ngoan ngoãn, tử tế. Chính vì thế thầy mới gả con cho nó nhá. Có cái điều gì không nên không phải ấy. Bà bán nó nhẹ nhàng, cứ nó cứ kêu than mày tẩn nó suốt ấy. Mà này, ngày xưa thầy cho mày đi học võ là để rèn luyện sức khỏe, cái thứ là bảo vệ thân thể mày nhá, chứ không phải là cho mày học võ để mày đánh chồng. Khổ quá thầy ơi, thầy mắng oan con rồi, con nào đâu có muốn thế đâu. Nhưng mà thầy không biết đấy thôi, dạo gần đây cái ông con rể của thầy lại đổ đốn, lại rượu chè say xỉn, mà chớm có biểu hiện một cái là con phải xử lý ngay, con phải tẩn cho đến nơi đến chốn, vào đường vào lối, có đúng không thầy? Không là sau này á, rồi á nhậu nhẹt say xỉn xong á, chả giúp đỡ được con cái gì, rồi là mọi công to việc lớn lại đổ lên vai con gái thầy đây này, có đúng không ạ? Mà hôm vừa rồi nhá, con thấy là cho con hến hàng xóm mượn cái chày, mà nhà có một cái chày cho đi mượn, thế thì con giã bằng gì? Thì khổ quá thì hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, cho nó mượn một lần thì nghỉ buổi đi, thế làm sao mà mày? Thế nó cần giã thì con lại không cần giã à? Thầy buồn cười thật đấy. Thói đâu cứ lấy hết đồ đạc trong nhà rồi đã đem cho mượn, không hỏi vợ một câu nào cả. Thế đến khi con bếp núc, con nấu nướng, con cần thì con không có cái giã. Thế thầy bảo là có vô ý không? Lần sau ấy, hàng xóm mà nó sang mượn chày mượn cối ấy, để nó giã cua thì con ăn cái món khác đi. Thầy bảo là có mỗi mình nó có cua, con không có cua. Ôi tôi chết. Nói to quá đấy. Dậy rồi. Thôi thằng cu nó dậy rồi. Thế ông vào dỗ cháu giúp con nhá. Con đi xuống. Con đi xuống con cơm nước. Thầy hôm nay ở lại ăn với con bữa cơm nhá. Ông đây. Ôi giời. Ông đây. Ơi đây. Từ giờ nhá, đừng hòng bắt nạt tôi nhá. Đây, cơm canh xong cả rồi đây. Ăn cơm ăn. Ôi, Mình về rồi đấy à? Mình ơi. Mình mới về đấy à? Mình ơi, anh xin mình. Thôi, cái vụ chày gì, thôi em biết rồi, bây giờ á, cứ cho mượn thoải mái đi. Khi nào mà em cần thì lại mang chày về cho em. Không, cái không phải vụ đấy, mà... Rồi, em biết rồi, từ bây giờ trở đi, em không đánh mình nữa đâu. Không, mà là anh vừa đánh mình ở trong nhà. Đánh em? Mình mà lại dám đánh em? Này, người ta đầu tắt mặt tối ở dưới bếp kia kìa. Đây này, cơm ngon, canh ngọt cho chồng cho con đây này. Thế từ nãy giờ là mình ở dưới bếp à? Vâng. Thế ai ở trong kia? Mà tiểu này mất sắc. Anh về nhá. Mất sắc không lại cố gần. Lần sau anh lại đến nhá. Yên tâm, lần sau anh lại có. Anh cho sắc mấy hào nhá. Yên tâm. Lần sau anh lại đến nhá. Sắc này về với sắc kia đi, không lại thành dấu hỏi đi. Em chờ quà. Bạn ơi. Ơi. Nó lại thế này à? Trời ơi sắc. Lần này là lần thứ ba rồi. Nhớ rồi. Anh gửi nhé. Dạ em xin ạ. Về nhé. Chào anh. Bạn ơi, lần sau không làm thế nhé. Tớ nhớ rồi. Hôm nay tiểu sắc thế là vui rồi. Quá vui. Nhá, chào bạn nhé. Bạn khoan thưa bạn. Hay là bạn cho tớ qua nhà rồi ngủ nhờ với. Qua nào được, là nhà tớ có lệch rồi. Nhá. Mà nhà mình thì sao bạn lại không về? Nhà là nơi để về.
nhá. Này. Tớ biết rồi. Thế nhưng mà thật sự là tớ không dám về. Sao lại không dám về? Bạn biết hoàn cảnh của tớ rồi đấy. Phận làm rể mà. Đấy, chân yếu tay mềm. Mà cái quả vợ của tớ bạn cũng biết rồi đấy. Nó lại phải số 1 vợ nó. Thì tất nhiên chính vì tớ coi nó là số 1 cho nên là tớ lại càng không dám về. Thế này. Bạn có biết không? Vợ tớ nổi tiếng trong cái làng này là nó đánh chồng. Mà nó lại học võ từ bé. Đây. Bạn nhìn đi. Đây. Thế hậu quả lại, đây này. Đến nông nỗi này. Đau thương lắm bạn ạ. Thế bạn kể ra là như nào? Chuyện nó là như thế này. Không. Chuyện như nào? Thế chuyện nó là nên là cây xoài kìa. Chưa hồi tưởng à? Tớ kể lại này. Bạn nhìn theo tớ nhé. Rồi. Thế nào? Chuyện nó là chỗ bóng đêm kìa. Thôi được rồi. Bây giờ bạn nhìn lần nữa nhé. Tớ chuyển hướng. Nhài ơi! Nhài! Dạ! Ra thầy bảo này. Dạ vâng ạ. Ngoan nhá, chờ mẹ. Làm gì đây? Ôi, thầy à? Con đang ru thằng cu nó ngủ. Thầy mới sang ạ. Thầy sang có chuyện nói với con đây. Dạ con này, mẹ. Cái việc vợ chồng con ấy, nhá. Cái thằng chồng con là một cái thằng rất là hiền lành, ngoan ngoãn, tử tế. Chính vì thế thầy mới gả con cho nó nhá. Có cái điều gì không nên không phải bà bán nó nhẹ nhàng cứ nó cứ kêu than mày tẩn nó ruột ấy. Mà này, ngày xưa thầy cho mày đi học võ là để rèn luyện sức khỏe, cái thứ là bảo vệ thân thể mày nhá, chứ không phải là cho mày học võ để mày đánh chồng. Khổ quá thầy ơi, thầy mắng oan con rồi ạ. Con nào đâu có muốn thế đâu. Nhưng mà thầy không biết đấy thôi. Dạo gần đây ý, cái ông con rể của thầy lại đổ đốn, lại rượu chè, say xỉn. Mà chớm có biểu hiện một cái là con phải xử lý ngay. Con phải tẩn cho đến nơi đến chốn, vào đường vào lối, có đúng không thầy? Không là sau này á, rồi á, nhậu nhẹt say xỉn xong á, chả giúp đỡ được con cái gì. Rồi là mọi công to việc lớn lại đổ lên vai con gái thầy đây này. Có đúng không ạ? Mà hôm vừa rồi nhá, con thấy là cho con hến hàng xóm mượn cái chày. Mà nhà có một cái chày cho đi mượn, thế thì con giã bằng gì? Thì khổ quá thì hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Cho nó mượn một lần thì nghỉ muỗi đi, thế làm sao mà mày... Thế nó cần giã thì con lại không cần giã à? Thầy buồn cười thật đấy. Thói đâu cứ lấy hết đồ đạc trong nhà rồi đã đem cho mượn, không hỏi vợ một câu nào cả. Thế đến khi con bếp núc, con nấu nướng, con cần thì con không có cái giã. Thế thầy bảo là có vô ý không? Lần sau ấy, hàng xóm mà nó sang mượn chảy mượn cối ấy, để nó giã cua thì con ăn cái món khác đi. Thế thầy bảo là có mỗi mình đó có cua, con không có cua. Ôi thôi chết. Nói to quá đấy, nó dậy rồi. Thôi thằng cu nó dậy rồi, thế ông vào, ông vào ông dỗ cháu giúp con nhá. Thế con đi xuống con cơm nước, thầy hôm nay ở lại ăn với con bữa cơm nhá. Ông đây, ôi giời, ông đây. Ôi đây. Đang nằm. Nằm. Úi dồi. Đúng là học võ từ bé. Đụng đầu hết cả tay. Úi dồi, đau quá. Từ giờ nhá, đừng hòng bắt nạt tôi nhá. Đây, cơm canh xong cả rồi đây. Ôi, Minh. Ôi. Mình đây à? Mình mới về à? Mình, anh xin mình.
À, cái vụ cho mượn cháy gì, mình cứ cho người ta mượn thoải mái đi. Khi nào mà em cần thì mình lại mang về cho em. Không, 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 không phải chuyện đấy, mà là cái chuyện anh đánh, anh... À, rồi, em biết rồi. Từ bây giờ trở đi, em không đánh mình nữa đâu. Không, 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 mà là anh vừa đánh mình ở trong nhà. Đánh em? Mình mà lại dám đánh em? Này, người ta đầu tắt mặt tối ở dưới bếp kia kìa. Đây này, cơm ngon canh ngọt cho chồng cho con đây này. Thế từ nãy giờ là mình ở dưới bếp à? Vâng. Thế ai ở trong kia? Bố mày. Bố. Bố. Bố ơi, sao hóa ra từ nãy giờ là bố nằm ở trong kia à? Ôi, thế mà con cứ tưởng... Hả? Tưởng cái gì? Bố đã bảo con rồi, đánh thì nó nhẹ nhẹ cái tay thôi. Mày đấm bố mày còn tím mắt như thế này mà vợ mày thì có phải nổ con ngươi ra không? À, thì ra ông dám đánh bố tôi à? Ông mình ơi, đứng lại. Mình ơi, mình ơi. Đứng lại cho tôi, anh đứng lại. Đứng lại ngay, anh chết cho tôi. Đau thế, ôi ơi. Ôi ơi, ôi ơi, ôi ơi. Ôi ơi, ôi ơi. Cái con cũng bị đau à? Vâng. Ông ơi, ngày nào cũng thế này. Thôi, ông cháu mình ăn cơm đi. Con ăn thịt gà đi. Vâng. Này, bạn thấy không? Câu chuyện hồi tưởng mỏi cổ quá. Ừ, nhưng mà nó khổ không? Quá khổ luôn này. Nhưng tại sao lại nhầm lẫn như thế được? Thế thì nó mới nên chuyện như vậy. Nhưng mà cái gì nó không phải có cách nhá bạn nhá. Có cách á? Ừ. Thế bạn có cách gì không? Bạn có cái mưu gì không bạn? Bạn có mưu nhưng mà cái chỗ này là vừa rồi là 3 lần rồi. À. Nên là nó khó có mưu. Khổ quá, tớ nhớ rồi. Thế biết... Tổng cộng là tớ nợ bạn bao tiền? Tổng cộng 3 lần là 4 hào. 4 hào gì? Yên tâm. Bạn yên tâm, đúng chiều ngày mai nhá. Chiều ngày mai. Bạn cho tớ vay thêm hào nữa. Cho nó tròn 5 hào, tớ trả có thể. Đó. Nhớ. Nhưng mà này, cái quan trọng là bây giờ bạn phải nghĩ cách giúp tớ đi. Bây giờ rất đơn giản thôi. Cái vụ vợ tớ nhà nhau. Rồi, mình phải dùng rất nhiều cái giác. Giác. Đầu tiên là phân biệt bằng mồm khẩu giác. Khẩu giác? Khẩu giác. Khẩu giác là như nào? Tức là để phát hiện ra là bố vợ và vợ thì bạn chỉ cần gọi một câu thì tiếng đàn ông và đàn bà nó âm vực hoàn toàn khác nhau. Ủa, thôi bạn ơi, bạn bỏ ngay cái cách đầu tiên này cho tớ đi. Cứ âm như thế là chết tớ à? Tớ nói thật bạn nhá, bây giờ tớ về nhà. Nếu mà may cho tớ ấy, thì vợ tớ đang ngủ. Thì nó không biết. Nếu bây giờ tớ về mà nó đang ngủ ngon trong tớ lại gọi nó thì có mà nó lại vả cho vài phát nữa vào mồm thì chết rồi. Thôi bỏ luôn cái cách đầu tiên đi. Khẩu giác không được thì mình dùng cách thứ hai là thị giác. Mà nếu thị giác không được thì mình dùng tam giác. Tứ giác. Thôi việc cứ cách thứ hai đi, thị giác đi, là thị, như nào? Thị giác là như này nhá. Ừ. Là bố vợ của bạn là có bao giờ lại mặc váy và yếm không? Thì tất nhiên đàn ông ai lại mặc váy yếm đâu có gì. Thì chính xác, cho nên bạn phải dùng thị giác tức là mắt. Bạn về bạn nhìn ở trên giường, nếu thấy người nằm trên giường mặc váy và yếm là vụt luôn. À đúng rồi, đúng rồi. Tức là mình phân biệt đúng không? Đúng. Cứ thấy váy yếm rồi mấn đầu cái thứ là nhảy vào vụt. Vụt thật lực luôn. Vào đây là mình phải trả thù, đây nó là cơ hội. Đúng rồi. Hay. Hay không? Cảm ơn bạn nhé. Cố gắng. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Năm hào. Rồi, tiền ông yên tâm nhé. Nhá. Tôi cảm ơn bạn nhé. Để tớ về tớ thực tế luôn. Thực tế vụt. Nhá. Tiểu sắc và vụt. Chào bạn nhé. Rồi. Tớ về đây. Tiểu sắc vụt. Đây vụt. Đây rồi. Vẫn cái váy yếm đấy. Vẫn cái mấn đầu đấy. Lần này thì làm sao mà trượt được hả em? Úi dồi ôi, khá là đau tay. Không hiểu xương cái kiểu gì mà cứng thế thế này. Lần này nhá, có mà nằm bẹp dí cả tuần. Úi dồi ôi,
suýt nữa trở chân ngã đây này. Mình à, mình về từ lúc nào đấy? Không ra gánh nước đỗ em đi. Ướt hết cả người rồi. Tôi không tin. Tất cả chỉ là ảo giác. Tôi không tin. Này, làm sao đấy? Em hả? Rõ ràng là cái yếm, cái mấn đầu đấy. Này, anh nhá, anh đừng có nói với tôi là anh lại vừa đi uống rượu về nhá. Tôi vừa đi gánh nước về nhá. Không giúp vợ con được ngày nào cả. Tôi không tin. Rõ ràng là cái váy yếm này, cái mấn đầu này, làm sao mà trượt được. Đúng, không trượt phát nào con ạ. Tôi không tin. Lạch Minh. Tôi không tin. Ảo giác ấy. Okay. Minh à, bố ơi, sao mặt mũi bố lại thế kia? Mà sao bố lại mặc thế này ạ? Sao lại mặc đồ của con? Thế mày thấy có lạ không? Tất cả là tại con mày ấy. Nó khóc nó nhớ mẹ, bố ru mãi nó không nín. Thế bố mới nghĩ ngay ra cái cách để mặc quần áo của con. Bố vào bố dỗ nó, thế nó tưởng mẹ nó, thế nó nín luôn. Nó vừa nín xong cái thì nó vào nó đấm bố mình không chuột phát nào. À, thế là lại một lần nữa anh ấy đánh bố ạ? À? Chứ còn gì nữa. Lão kia, đúng lại lần này thì chết với tôi. Trời ơi, tôi giết anh. Thôi, tất cả là tại tao, tại tao. Bùn ơi, cho tôi xin bát nước. Xin bát nước? Có tiền không? Tôi buồn cười nhỉ, vợ chồng với nhau để hỏi tiền nong như thế nào? Sáng giờ chưa bán được cái gì. Nhìn quanh không thấy ai cả, không chồng với con chẳng thấy ai cả. Người ta đi làm đi ăn chứ phải đi chơi đâu. Làm ăn thì đã làm được cái gì chưa? Khổ quá, nhưng mà trời mưa đất thì ướt, có cuốc được cái gì đâu. Mà này Bùn ơi, tôi hỏi này, sáng giờ có thấy cái lão dần qua đây không? Nói là từ sáng đến giờ chưa có mống nào đi qua đây cả. Đang ế sưng ế xỉa đây. Tôi là tôi đang phải trốn lão đấy. Mấy hôm nay nghe nói là lão tìm vợ chồng mình để đòi cái khoản vay mà lần trước mình vay để mua con trâu đấy. Thế thì vợ chồng mình trốn thì dọn hàng trốn đi thôi chứ. Sao ông ấy ra đây thì sao? Ông là ông tìm tôi chứ tìm gì u đâu. Ôi trời. Cái gì đấy? Nghe tiếng lão dần đúng không? Có luôn. Thôi này. Ui, tôi bảo biệt tôi lánh đi nhá. Có gì thì nếu mà lão hỏi tôi thì Bù cứ lựa lời mà nói nhé. Ừ, được rồi, đi. Đi. À, hôm nay quán có vẻ đông khách như chùa Bà Đanh ấy nhỉ? Dạ, con chào ông ạ. Chào mới hỏi cái gì? Thế thằng chồng mày đâu? Dạ, chồng con từ sáng đến giờ con cũng chưa nhìn thấy mặt nó đâu cả. Ô hay, mày phải bảo nó chịu khó mà cày cuốc giả nợ ông chứ. Nợ mãi đấy, lạ thật đấy. Dạ, con cũng biết như thế. Nhưng mà hoàn cảnh nhà con ấy thì ông biết rồi. Thế nhưng mà thật với ông là ngày nào nó cũng đi làm từ sáng sớm đến tối khuya mới về. Chứ nó có lười biếng gì đâu ạ. Có đúng là nó đi làm không? Ngủ chảy thây đi nè. Mày đi bán hàng nó về nhà nó để ngủ ấy. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa, khó đâu đến kẻ sớm trưa ngoài đồng. Nếu nó mà chăm chỉ mà thức khuya dậy sớm mà lăn lộn ở ngoài đồng thì nó đã thừa sức nó giả lợ ông rồi nhá. Dạ, ông bớt giận, ông cứ để cho con thư mấy bữa. Tối con về con gặp nó rồi con nói chuyện. Con sẽ nói nó đi sang thư chuyện với ông. Đỡ phải để ông đi tìm thế này, ngại chết đi được. Thư. Mày hẹn bao nhiêu lần thư rồi? Ô thế ông buồn cười nhỉ, bây giờ nợ của nó thì ông đi ra đồng ông tìm nó ông đòi. Thế sao bây giờ ông cứ nạt nợ, ông cứ bắt nạt con thế? Thế mày có phải là vợ nó không? Hả? À? Ô hay nhỉ? Của chồng công vợ. Chồng nó không giả được thì vợ phải giả chứ. Ôi, con đuổi. Ti. Giời ơi. Này, cái thằng này, mày làm cái gì đấy?
ông lại vụt cho mày gãy tay bây giờ đấy thì lớn rồi mà cứ tì 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 mãi đi mà không tới lượng à ban ngày ban mặt ấy, lớn trương xác thôi mà cứ tì 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 y như hệt cái thằng bố mày. Con đi về nhà đi, về đi rồi trưa cũng về u cho ti nhá. Đi vâng. Chưa về u cho ti đúng là con hư tại mẹ. Mày cứ như thế thì bảo sao mà làm sao mà nó cai được à? Thôi nhớ về bảo thằng chồng ấy nhanh chóng trả nợ ông. Vâng, ông lại nhà. Này, lão về đúng không? Về lâu rồi. Ôi trời ơi, hết hồn. Này, thế lão có hỏi gì tôi không? Lão nói là cứ chiều nó thế thì bao giờ mới cai được. Cái gì mà tôi đang chuyện nợ lại cai cái gì đấy? À, lão ấy nói nhanh chóng thu xếp xong và trả tiền cho lão ấy đi. Không là ngày nào lão cũng ra đây lão ngồi lão ám tôi đấy. Sáng đến giờ không bán được cái gì, tự bóc trứng ăn đây này. Thế là lão chỉ nói mỗi chuyện đấy thôi gì? Còn cái chuyện với thằng cu nhà mình nữa đấy. Làm sao? Chỗ hàng quán đông người, cứ đi ra đây đòi tì thôi. Ôi giời. Lúc nãy lão ấy ngồi đây này, tôi phát ngượng. Mà cũng tại bù đấy cơ. Cứ chiều nó gần này tuổi đầu rồi, lớn như cái sào rồi mà vẫn cứ cho nó tì 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 tì. Làm thầy nó mang tiếng oan. Chứ không phải thầy nó lớn hơn cái sào rồi mà bây giờ còn làm mẫu cho nó à? Không ti trước mặt nó thì làm sao nó biết đường nó đòi nó ti? Thôi nè. Thế mấy lần người ta say thì người ta để ý gì đâu. Mà tôi rồi, yên tâm. Cái thằng này lần này tôi sẽ có cách. Tôi sẽ có cách để cho nó phải cai ti. Cách gì? Úi dồi ôi. Bu nó à? Bán được cái gì chưa? Chả có mong khách nào. Rồi không. Úi dồi chán nhỉ, hàng họ ấy à. À mà thằng xỉu nhà mình ấy, từ sáng giờ nó có đòi ti không? Không, từ sáng giờ nó đi chăn trâu đã về đâu. Ôi giời, chưa về à? Ừ. Nhưng mà mình yên tâm, cái kế tôi đã bày ra là kiểu gì nó cũng phải là cai sữa được. Tôi chả biết cái kế của mình thế nào, chứ mà người tôi nó cứ nóng hừng hực lên khó chịu lắm đây này. Khổ quá, dầu thì nó phải nóng chứ đây. Chịu khó một tí nhá. Tôi bôi dầu vào thì đến lúc là nó ngửi là nó không chịu nổi. Đến tôi còn chả chịu nổi là nó mà ti nó rộp hết cả mồm ấy. Cái gì? Ông mà không chịu nổi á? Ừ. Nhớ cái mồm đấy nhá. À, thằng xỉu đây rồi, vừa nhắc. Chào dạ, thầy. Ngồi thầy bảo. Dạ. Vừa đi ăn trâu về hả? Dạ vâng. Đói không con? Dạ đói ạ. Đói lắm hả? Vâng. Ừ. Dạ. Con xin. Ôi giời, cẩn thận chứ. Ui, con. Từ từ con. Đói thì cũng phải từ từ chứ. Ăn trông nổi ngồi trông hướng cho mày. Đói thì ăn đi con. U ti 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 ti. Bu ơi. Ok. Bu nó đâu rồi? Đây. Làm cái gì mà gọi mãi mới ra thế? Ui giời, đang dở tay. Dở cái gì? Đang có tí việc. Ô, này, thế sao mình lại đi ra đồng mà giờ này đã về rồi? Tôi sốt ruột nên tôi về. Tôi về để tôi hỏi Bu nó cái chuyện của thằng xỉu nhà mình ấy. Thế nào? Nó còn tin nữa không? Ui dồi ôi, sợ quá, trốn biệt ra đồng rồi, không có ti tủng gì nữa cả. Đấy, tôi đã bảo rồi, cái kế lần này nó là thượng sách mà lì. Lần trước nhá, mình bôi dầu, thằng này nó chưa sợ. Lần này tôi bôi ớt, tôi sát ớt như thế thì đến bố nó còn phải tèo hết cả mồm như. Làm sao mà nó không sợ. Kế của mình đúng là thượng sách. Khoan, có tiếng. Ai? Làm gì có tiếng gì? Ai trong nhà đấy? Làm gì có ai? Không, rõ ràng tôi nghe có tiếng người mà. Làm gì có ai ơi? Ô, ông đây, mày về tới đây phòng. Ơ, cụ dân. À, thế mày định bao giờ mày trả tiền không? À, cụ sang đòi nợ à? Chứ còn gì thì trả sang đòi nợ thì sang làm cái gì? Không, không, nhưng mà cụ ơi. Này, sao mồm cụ bị làm sao đấy? Khổ quá đấy, đêm hôm qua ngủ sáng nay dậy thế nào như kiểu giấy leo ấy. Cứ mồm miệng nó nóng ran hết cả lên, rát bỏng quá.
Rời leo à? Rời leo hay là mồm cụ leo à? Không rời dần hả? Rời leo đúng là rời leo mày, rời leo rời leo mày, rời leo rời leo. Ôi trời ơi, trời ơi, bảo cay đi lại còn cứ cố. Đi vào đây. Đi đâu? Khổ quá, vào đây chứ đi đâu? Ngồi xuống đây. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây, rồi anh vào anh mời thần y ra cho nhá. Nhưng mà em có bệnh tật gì đâu mà thần ai đi. Bảo là em không có bệnh. Em không có bệnh, nhưng anh là học trò của thần y, anh nhìn cái là anh biết em có bệnh ngay. Đây này. Da thì xanh xao vàng vọt. Mắt thì không được trong. Tay này, nhìn xem. Xanh rớt mùng tơ như thế này, gân nổi lên nhiều như thế này. Đấy, người ta nói là có tâm bệnh. Thật không? Yên tâm. Thầy ạ. Mày làm thầy hay là tao làm thầy? Dạ, thầy làm thầy ạ. Đứng ra góc này. Chào thần y ạ. Đúng rồi. Thầy có sao không thầy? À không sao, cái điềm lành đấy. Thầy ơi, thầy nhìn xem đây có đúng là con bệnh của thầy mong muốn không? Được. Mày tạm được. Dạ. Đi vào. Đi vào thì con học thế nào được? Được rồi. Đứng xa xa ra. Dạ. Bệnh rồi. Trời ơi. Dạ. Trong người như này biết ngày có bệnh rồi. Đấy, thấy chưa? Bệnh nặng luôn đấy. Đấy, thấy chưa? Xem tay nào. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Sao thầy? Tay này hay làm ra phết. Khớp rồi. Da mịn này. Sao là gân xanh nổi trông như là cái con giun chạy này xanh lét thế này. Có thấy mỏi không? Dạ, có. Mỏi đúng không? Để thầy đã nói có sai bao giờ đâu. Im. Hết mỏi chưa? Ui. Đỡ mỏi chưa? Khỏi rồi thầy ơi. Đấy, thầy nhìn cái là thầy biết ngay là có bệnh chữa mất. Biết cái gì? Nuôi lèo. Ôi thầy ơi. Hả? Thầy xem trên người con còn chỗ nào cần chữa, thầy chữa luôn giúp con với. Ôi giời ơi, trên người em nhiều chỗ cần phải chữa lắm. Đấy, nhiều bệnh lắm. Đi vào đây với thầy, thầy chữa cho. Thầy chữa cho mọi bệnh tật tiêu tán hết, cứ yên tâm vào đây, thầy chữa cho. Thầy ơi, sao thầy không chữa ở ngoài để con xem con học? Không phải việc của mày. Mày ở ngoài này pha ấm trà, lát nữa nó ngấm, thầy ra thầy uống nhé. Thần y đả khí hôn đâu khỏi đấy, hôn đâu khỏi đấy, thì đây cũng là thần y nhé. Hôn đâu khỏi đấy, hôn đâu khỏi đấy. Đâu? Thần đi đây. Ngươi mà là thần y á? Ừ? Hả? Ngươi thần điêu chứ thần y cái gì? Này, trời sinh cho ngươi cắm mắt, mà ngươi không sử dụng vào việc gì thì người ta gọi là mù đấy. Thần y đang ngồi trước mặt ngươi đây. À. Hóa ra ngươi là thần y à? Phải. Được. Ta nghe là ngươi chữa được bách bệnh. Phải. Hôn đâu khỏi đó đúng không? Quá khen, quá khen. Bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ. Đúng là tiếng lành đồn xa, tiếng dữ cũng đồn xa. Được rồi. Vậy thì ta đang bị bệnh đây. Ngươi khám đi. Đưa tay đây nào. Khám ra bệnh thầy nha. Úi giời. Da mịn màng, tay này cũng hay làm lắm thế này. Nhưng mà gân nổi nhiều như này, đau khớp đúng không? Ồ. Cứng tay đúng không? Chuẩn luôn.
giữ nguyên tay nhé. Ô tay ta khỏi rồi này. Ô, tay ta lại cứng cáp bình thường rồi đây này. Dẻo nhỉ. Đó, ta chỉ cần đả thông nhẹ cái là thông kinh mạch toàn tay luôn. Hay quá. Thấy chưa, múa dẻo nhỉ. Này này, múa dẻo đấy. Tiền đâu, tiền đâu? À đây, tiền đây. Bái phục. Quá khen. À, nhưng mà như thế này. Cái bệnh đau tay này của ta ấy, nó chỉ là phụ thôi. Thật ra ta còn có một bệnh nan y hơn, khó chữa hơn. Không sao, phận trời run rủi, ngươi đến được đây gặp thần y ta là bệnh nặng mấy cũng khỏi. Nan y đến đâu ta chỉ cần hôn nhẹ một cái, ta hút chất độc ra là ngươi khỏi bệnh. À, hút chất độc ra. Đúng. Thế thì đây. Đây là ba hào. Ta gửi trước luôn này, ta ứng trước luôn này nhá. Nếu mà ngươi chữa khỏi được cái bệnh này thì ta gửi luôn nốt cả ba hào nữa. Được. Nhưng mà ngươi hứa với ta là ngươi hôn là khỏi nhá. Rồi, ngươi yên tâm. Nhưng vì là bệnh nan y nên ta không thể ngồi chữa được, mà ta phải đứng. Ta đứng lên để ta vận khí, ta lấy linh khí, ta lấy nội khí, ta lấy địa khí. Đứng lên để ta hút, để ta hôn. Người bị bệnh gì? Bệnh loài giom. Thầy hôn đi. Sao đấy? Hôn đi. Ta bị tẩu hỏa nhập ma. Bệnh này tạm thời chưa chữa được. Ơ kìa này. Sao đấy? Ơ kìa thần đi. Này, thần đi ơi, hôn đi. Hút đi. Ta bị tẩu hỏa nhập ma. Hút đi. Bệnh này không hôn được. Không hôn được à? Không hôn được hả? Hả? Ông nói cho mày biết nhá. Mày dám lừa đảo vợ ông nhá. Vợ ông không bị bệnh gì cả. Nhưng mà mày lôi vợ ông sang đây, rồi mày giả vờ mày hôn, mày hít để chữa bệnh á? À? Mày sàm sỡ vợ ông à? Thần đi. Hôn đâu hỏi đấy. Hôn đâu. Mày không hôn được ông à? Mày không hôn ông thì ông cho mày một phát. Thầy ơi, con thầy ơi. Xin chào bà thông gia. Vâng, không dám chào ông. À, ông Ngất này. Dạ. Thôi thì sang thì tôi cứ vào việc luôn nhá. Dạ, bà cứ dậy ạ. Này, tôi bảo này. À, ông sang ông cõng cái thằng con giai quý hóa của ông về đi nhá. Càng chết, sớm chết. Càng tốt. Thôi chết. Thế cháu nó làm hỏng cái gì của nhà ông bà? Ôi giời ơi. Nó làm hỏng được ấy thì đã là tốt nhá. Dạ. Nhưng mà nói thật nhá, cái thằng này á, bảo là nó hư thì nó cũng chẳng phải là nó hư. À, nó không hư. Mà bảo nó ngoan thì cũng không phải là nó ngoan. Thì nó cũng không ngoan. Ừ, nó chỉ được mỗi một cái là chả biết cái gì cả. Cho nên là tôi nghĩ là thằng này là không gán nợ được đâu, không trừ nợ được đâu ông ạ. Thôi thì ông xong rồi ông rửa tay cho bớt chua rồi ra ngoài cõng nó về cho tôi. Bà ơi bà, tôi có lời muốn thưa với bà thế này. Cái khoản nợ mà nhà tôi nợ ông bà, lãi mẹ đẻ lãi con, thì tôi cũng chỉ biết lấy mỗi cháu ra ở rể bên bà 3 năm để gán nợ. Bây giờ bà trả cháu nó về thì tôi cũng không biết lấy tiền đâu để trả cho ông bà. Này, tôi nói cho ông biết nhá, thôi đừng có nhiều lời nữa. Ông và bà mối lửa tôi. Dạ, nhá. Không có thế đâu ạ. Tôi thì không nói làm gì, nhưng ông nhà tôi cực kỳ khó tính. Thế nhá, cho nên là xong nhanh rồi sang dắt thằng con nó về đi. Không trừ nợ nữa, chấm hết. Ừ, thôi bà ơi, tôi sẽ về tôi dạy lại cháu một vài bữa xong tôi lại gửi sang ông bà. Thôi được rồi, việc đâu bỏ đó. Mẹ Tương vừa mới rất là ngấu. Để tôi biếu ông bà mấy chai nhá. Múc đi, không phải thách. Hả? Nhà giàu không hút tương à?
Sâu. Ra đi con. Ra thầy bảo. Ra nhanh. Bố về. Thôi, thầy cũng khổ lắm em ạ. Nhá, đám tang của mẹ, con biết là hết bao tiền không? Bây giờ lãi ngày lãi tháng, cộng vào lãi mẹ đẻ lãi con, thầy đến bao giờ thầy mới trả được hết nợ? Thế mà ai già cũng phải đến lúc chết. Ông bà chết đi, cái cơ ngơi này, nhà cửa này của ai? Của em chứ còn của ai nữa? Thôi thế bây giờ làm sao, ông bà hay mắng à? Bây giờ mình ở rẻ phải vậy chứ sao? Cái thằng bố vợ mày là cái thằng nó khó tính. Thế bây giờ mình không biết làm cái gì thì cứ nhìn nó. Nhìn cái thằng bố vợ ấy, nó làm cái gì thì mình làm theo cái đấy. Nào, ai dám mắng em câu nào? Đúng không? Thằng bố vợ làm gì? Thì em làm theo cái đấy. Thì em làm theo. Có thế thôi. Xong rồi đến rằm xin về nhà ăn cơm, rồi thầy cho một xu nhá. Thế ngoan nhá. Thế vào đi nhá. Ngoan nhá, thôi đi vào đi. Đi vào đi. Nhanh lên, không biết thầy đến đây. Đón em về. Này, nhớ cái thằng bố vợ nó làm gì là phải làm theo cái đấy, được chưa? Thằng bố vợ làm gì làm theo cái đấy. Thằng bố vợ làm gì làm theo cái đấy. Thằng bố vợ làm gì làm theo cái đấy. Thằng bố vợ làm gì làm theo cái đấy. Đấy, cứ nhớ trong đầu như thế cho thầy nhá. Cẩn thận không vỡ. Được. Này, thế cũng biết uống trà. Giỏi. Thế là giống bố, được. Nó thiếu gọn gàng, nhìn nó ngứa mắt thế này. Tốt. Này. Con chào bà. Con này. Dạ. Mày nhìn gì trong đấy hả? Con có nhìn thấy gì đâu ạ? Có thật không? Bà thấy mày ngó nghiêng nghiêng cơ mà. Con ngó ông. À con này. Tao nói cho mày biết nhá. Ban ngày ban mặt nhá. Dạ. Mày không đến đây mà ăn cắp ăn nẩy thì chứng tỏ mày dòm ngó vào nhà bà để dạ. Mày định rủ chồng dạ. Bà đi chơi, mày tăng tịu với dạ, chồng bà ạ. Đúng không hả? Không thế này thì mày một rủ chồng bà đi chơi đúng không hả? Con gái con lứa mà vô duyên. Con gái con lứa mà lẻng lơ. Còn cái ông kia, được rồi. Chết với bà. Tao phải vào đây xem nào. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Có chuyện gì đây? Chuyện gì à? Ăn mặc đẹp nhỉ? À, đẹp không? Định đi chơi hả? Chơi bời cái gì? Định hẹn hò với cả con hến ngoài kia. Từ sáng đến giờ nó đứng ở ngoài kia rồi, nó ngó nghiêng ở đây mấy lần rồi. Con này để ý biết hết. Thế bây giờ con hến nó đâu? Nó không đi được nữa rồi. Tôi đánh cho nó sưng mặt sưng mày và vì cái tội là rủ rê chồng người khác nhá. Ôi giời, mày làm hỏng hết việc của ông rồi. Ông vất vả bao nhiêu công, ông nhờ nó giật ông lên gặp quan để con biếu xén. Ấy vậy mà bây giờ mày tẩn nó thì tím hết cả mặt mũi cho con. Hỏng hết việc của ông rồi. Hỏng hết việc của ông rồi. Tại sao mày đánh vợ tao? Hả? Mày có biết vợ tao là mẹ vợ của mày không? Tại sao mày dám đánh? Bố con bảo ạ. Bố mày bảo thế nào? Bố con bảo là cái thằng bố vợ mày khó tính, cho nên là tốt nhất nó làm gì thì mày làm theo thế ạ. Mày về nhà,
gọi ngay cái thằng bố đẻ mày ra đây gặp tao. Ơ, cái thằng ngu kia mày về mày gọi thằng bố đẻ mày ra đây. Ôi ôi.